Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sạc pin của cái bộ tưới mà cái cần là màu trắng và dùng cái bình là chúng ta có thể dùng cái bình nước lọc ở nhà hay là nước ngọt gì cũng được, miễn sao là có cái miệng là nó như vậy thôi, rất là thông dụng ha. Chúng ta có thể gắn vào này, gắn vô xài rất là tiện lợi các bạn. Mình đang xài này ở nhà luôn á, xịt cho mấy cây nhỏ nhỏ như là xương rồng này kia đó. Thì bây giờ là đây là cái chỗ lỗ sạc nè, thì nó dùng cái rắc sạc mà hình tam giác cái loại xưa á, thì dây là chúng ta dùng cái dây ha, đây dây hình tam giác luôn đó, thì chúng ta ghim cái này vào ha, ghim nó vào rồi ghim vào thì nó hiện màu đỏ, thì sau khi nó hiện màu xanh là nó đã sạc đầy, thì chúng ta rút ra để sử dụng. Còn dây là như vậy, và cái củ sạc là chúng ta dùng củ sạc của điện thoại ha, ra cổng USB là xong, rất là thông dụng. Thì chúng ta sạc xong đây thì rút ra và chúng ta bấm nút là xài đó các bạn. Ở đây nó sẽ có cái cần hút nữa nha, đây nó sẽ có cái cần hút để nó hút nước lên để chúng ta xài là xong. Rồi chúng ta chỉ việc bấm nút xài rất là tiện nha các bạn, có thể chỉnh xa chỉnh gần đều được hết, nước có thể chỉnh xa chỉnh gần, thậm chí nó có thêm một cái đầu bếp và loại ngắn để chúng ta thay ghim ở đây, không dùng cái cần dài này luôn đó. Ghim đây thôi, có nút ron, có cái ron để cao su để chống nghỉ nước, thì xài sau các bạn lau chùi sạch sẽ cái này lại thì mình thấy xài cái này rất là tiện các bạn, xài bền lắm nha, xài sạc mình thấy 5 đến 10 lần là chuyện bình thường á, tưới rất là bền. Đó, cầm cũng rất là ok, thích. Đó, giờ cái việc gì là tưới thôi các bạn. Thì chúng ta có thể gắn cái bình 2 lít, bình lít rưỡi nước chai bự á, vào là xài thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video MyWeWay giới thiệu về cái bộ này, cách sạc. Xin cảm ơn các bạn.